Rồi, xin chào anh em. Mình giới thiệu một cái bàn ghế liên hợp bằng inox 304. Cái này dài 1,8 và mặt rộng là 60. Rộng là 0,6 mét. Dài là 1,8 mét. Đó, thì toàn bộ thì bằng inox 304. Dùng vật liệu dày 1,5 mm nha. Đó. Rồi để thì tổng quan về các kích thước đó, thì cái mặt ghế là 260 mm, cái bề rộng khi mở ra thành cái bàn đó là 1,5 m đó. Rồi cao là 710, 720 đó. Rồi mình sẽ bật cái bàn cái ghế này cho anh em xem. Rồi, khá là nặng. Khi mà xuống dưới là tùy cái chân xuống rồi mình đỡ cái lưng. Đó. Không ổn. Rồi, ngồi. Này 1,8 m thì ngồi được 3 người, mỗi bên 3 người. Đó, bàn 0,6 mét là ăn cơm. Thoải mái luôn. Để đồ ăn là nó không có chật, cái bàn 0,5 mét là nó hơi chật. Thấy không? Cái bàn 0,5 mét thì mình uống nước uống cà phê để sân vườn thì nó ổn hơn đó. Còn cái bàn mà 0,6 là nó sẽ rộng và nó nặng nề nha, không có đó. Mình quay một vòng cho anh em các bạn xem. Đấy. Đây là cái mặt sau lưng của nó nè đó. Khi mà xuống thành cái ghế là nó sẽ như vậy đó. Cái ghế nó thì chỉ có là khoảng 750, cái chiều rộng từ mép sau này là ra tới cái mép trước này là khoảng 750 đó. Này cái mặt trước rồi, anh thấy không? Cái khi mà mình không sử dụng thì mình xếp cái này lại đó, giống như là nhìn cái ô gạch thì nó khoảng hai ô gạch này là 750 tới 800 thôi, nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ bật lại thành cái bàn, bật ra thành cái bàn đây. Khi bật thành cái bàn nó 1,8 m là nó khá nặng, nó không nhẹ hoài. Đấy, mình sẽ có cái tư thế là khi mà tới đây là mình sẽ thả cái này xuống đó, mình nắm ngay ở giữa này, mình sẽ ngay ở giữa đúng không, mình giữa lên mình hạ xuống đó. Thì khi như vậy là mình sẽ không có phải cần lực nhiều. Nha. Khi mà xếp lại á thì mình dỡ cái này lên trước đúng chưa, cái xong mình đi vào và đưa cái chân trụ mình lên trước và hạ cái tay này xuống đúng không? Hạ cái chân này xuống tới đất luôn và mình ghìm lại đó, thấy không? Ghìm cái tay bên này lại và cái chân này mình để xuống đất cho là nó có cái thế, nó tùy vào cái chân cong kia nó sẽ không có bật ra phía sau đó. Thì bây giờ mình sẽ bật ra lại. Khi mà bật ra lại á là mình dỡ này lên trước, mình trụ cái chân xuống đất đúng không, là mình giật cái lưng lên đó. Khi mình giật cái lưng lên á là mình sẽ tới ngay gần gần xuống đất như này đó, mình sẽ hạ xuống đấy. Rồi khi đó mình rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà không biết là không gặp lên nổi nha, không lên nổi thì hai người hai bên đây, cứ người bên này người bên kia mình sẽ bật ra thôi. Đây còn cái bàn 0,6 á là mình ngồi thoải mái đó, như mình ngồi một bên đây bên kia nằm đây, thì đồ ăn thức uống thì mình sẽ bày ở giữa nó sẽ không có bị chật nha. Đó, còn cái bàn 0,5 mét thì mình uống nước, uống nước thì mình không có cần để đồ nhiều cho nên là cũng không cần phải làm 0,6 mét làm gì cho nó tốn kém. Đấy. Thì như là mấy anh em thấy á, những cái bàn như vậy á toàn bộ là inox 304 đó, sáng bóng mà không có cái chỗ nào là sắt, kể cả cái khớp nối này đều là lắp 304, khớp này 10 ly đó. Còn cái kiếng cường lực này thì 8 ly, khi mà ăn uống xong rồi mình vệ sinh đó, lau chùi sạch sẽ. Ok đó, mình ngồi hai bên, mỗi bên được 3 người, nếu mà ngồi hai cái đầu bàn này nữa là được cái bàn này ngồi được 8 người đó. Bên này thì cứ vào rồi ra thôi. Này, mỗi bên 3 người. Này là ngồi ở giữa. Ngồi ở giữa luôn, nó lúng không? Đó, không? Ở giữa. Khá là chắc chắn.
quá chắc luôn, bài này thì muôn đời luôn đó. Rồi nó như là anh em thấy là cái bàn ghế liên hợp này nó cũng rất là tiện dụng.